Từ đầu năm đến nay, thị trường căn hộ được cho là đã đi vào thực chất hơn khi các chủ đầu tư tập trung nhiều vào phân khúc bình dân có diện tích dưới 70 m² nhằm đáp ứng được gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giảm diện tích căn hộ không chỉ là xu hướng trong phân khúc bình dân mà đang hiện hữu ngày càng nhiều hơn tại phân khúc cao cấp. Điều này đã giúp giảm đáng kể giá bán, khiến những dự án này trở nên dễ tiếp cận hơn. Nổi tiếng ở phân khúc nhà ở cao cấp, lần đầu tiên kể từ 7 năm qua, công ty Phú Mỹ Hưng mới phát triển trở lại dự án căn hộ diện tích nhỏ mang tên Zenith Valley, với mục đích phục vụ đối tượng là các gia đình mới khởi nghiệp, tiềm lực chưa nhiều dù thu nhập khá, nhưng vẫn có nhu cầu tận hưởng được những tiện ích chuẩn của một không gian sống cao cấp. Cái nhu cầu của những bạn trẻ, của những cái gia đình bắt đầu khởi nghiệp sự sống, những cái cặp vợ chồng cần những cái căn hộ nó vừa phải với cái giá thành, tổng giá thành cũng tương đối để có thể là đáp ứng được một cái căn nhà mơ ước tại Phú Mỹ Hưng. Cùng với Zenith Valley, nhiều chủ đầu tư giờ đây cũng đang phát triển những căn hộ có diện tích nhỏ một phòng ngủ mà một thời gian dài vắng bóng trong các dự án thuộc phân khúc cao cấp. Có thể kể đến dự án Mastery Thảo Điền tại quận 2 với căn hộ một phòng ngủ có diện tích chỉ 46,5 m². Dự án Sunrise City quận 7 có sản phẩm từ 56 m². Dự án Galaxy 9 quận 4 từ 48 m². Việc phát triển dòng căn hộ cao cấp diện tích nhỏ đã giúp giảm đáng kể giá bán căn hộ, mang đến cho thị trường một luồng sinh khí mới, không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn là giải pháp kinh doanh cho các chủ đầu tư. Bởi từ đầu năm đến nay, trong khi dòng căn hộ bình dân phát triển mạnh mẽ, thì rất nhiều dự án cao cấp được triển khai trước đó vẫn đóng băng do nằm ngoài tầm với của đa số khách hàng. Nhiều chủ đầu tư còn phải chẻ nhỏ những căn hộ có diện tích trên 100 m² nhằm tăng tính thanh khoản. Tuy nhiên, việc thay đổi kết cấu tòa nhà cũng chỉ là giải pháp chẳng đặng đừng, mang tính chấp vá chứ không thể hợp lý như so với thiết kế ban đầu. Bên cạnh là cái tổng giá thành là nó vừa phải do cái diện tích của nó là vừa phải từ 70 m² trở lên. Nhưng mà các cái điều kiện cũng như là các tiêu chuẩn về không gian, về cây xanh, về chất lượng thì nó đều là không có thua kém với dự án Green Valley cũng như là dự án Happy Valley mà chúng tôi đã công bố trong thời gian qua. Cùng với việc giảm diện tích căn hộ, các chủ đầu tư đều có chương trình phối hợp với các ngân hàng cung cấp các hình thức thanh toán thuận lợi. Theo những cái nhà phân tích từ CBRE hoặc là Savill thì cái khu căn hộ cao cấp đã quay trở lại và nhu cầu tiêu dùng cũng như là nhu cầu về đầu tư thì rất là phát triển. Đặc biệt là ở đây thì có sự hỗ trợ của ngân hàng. Chúng tôi cũng làm việc với rất nhiều ngân hàng và nhận được những cái sự hỗ trợ rất mạnh mẽ từ các ngân hàng với những cái lãi suất mà tôi cho rằng là tốt nhất trong thị trường hiện nay, vừa dài hạn vừa lãi suất tốt. Phú Mỹ Hưng đã hợp tác với Vietcombank thực hiện chương trình liên kết hỗ trợ khách hàng vay mua căn hộ Zenith Valley với lãi suất vay cố định 12 tháng đầu tiên ở mức chỉ 6,5%, chỉ nhỉnh hơn so với lãi suất của gói 30.000 tỷ đồng một chút. Nhận định về việc thu nhỏ diện tích căn hộ, ngay cả đối với dòng sản phẩm cao cấp, ông Mark Townsend, tổng giám đốc CBRE cho rằng thị trường đi-ốc tại Việt Nam phát triển cũng không ngoài xu hướng vốn rất phổ biến trong khu vực. Trong giai đoạn từ năm 2006-2010, diện tích trung bình nhà ở tại Việt Nam lớn hơn so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, diện tích đang giảm dần. Tôi tin rằng xu hướng này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong tương lai. Cũng theo CBRE, số căn hộ có diện tích trên 100 m² hiện nay đã giảm hẳn. Thay vào đó là các căn hộ có diện tích từ 60-80 m², từ 3 phòng ngủ còn 2 phòng ngủ khiến giá bán giảm, hỗ trợ rất nhiều cho tính thanh khoản của thị trường địa ốc.